Ngôi nhà của bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng bị cháy rụi trong đêm. Ngôi nhà của bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ gặp hỏa hoạn, dù được phát hiện nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Sáng 15 tháng 7, Phó Bí thư xã Phúc Thịnh, ông Bùi Văn Biên đã xác nhận căn nhà sàn của cụ Phạm Thị Giáp, bà nội của thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, khiến toàn bộ ngôi nhà và tài sản bị thiêu rụi. Cụ Phạm Thị Giáp là bà nội của thủ môn Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dũng. Hai anh em Tiến Dũng và Tiến Dũng đều là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, đã làm nên kỳ tích giành vị trí Á quân giải vô địch U23 châu Á năm 2018. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng 7. Thời điểm trên, căn nhà sàn Ba Giang bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội. Nghe được hàng xóm hô hoán thì gia đình bà Điều, mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng ở cạnh đó đã gọi người thân cùng hàng xóm dập lửa để cứu căn nhà. Mặc dù đã được sự giúp đỡ của dân làng nhưng vẫn không khống chế được ngọn lửa và toàn bộ căn nhà cùng nhiều đồ đạc như tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, giường tủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, tài sản bị thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đây là căn nhà mà bà nội Bùi Tiến Dũng thường xuyên ăn ở. Cũng may tối qua bà Giáp sang nhà, con trai ngủ, không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, ông Biên chia sẻ thêm. Và sau khi vụ cháy xảy ra, gia đình bà Điều cũng đã thông tin sự việc cho hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng biết sự việc và cho biết bà nội không sao, đồng thời động viên hai anh em cứ yên tâm tập luyện và thi đấu.